mà là vì người vợ qua đời, bà ấy đã chết chìm trong bồn tắm. Tuy theo không dính líu gì đến việc này, nhưng hàng xóm đều cho rằng ông ấy giết vợ. Vậy nên theo bị mang tiếng đến chợ. Biết tin vợ kể chuyện này cho con gái, theo rất không hài lòng. Sao phải kể chuyện này cho trẻ con? Vậy là hai người chiến tranh lạnh. Buổi tối, người vợ cứ nhắn tin liên hồi. Vậy nên theo tranh thủ lúc vợ đi tắm để xem trộm điện thoại và laptop, phát hiện toàn là tin nhắn với bạn thân. Không có gì đáng ngờ. Đêm hôm đó, theo thấy trên quyển sổ mình đột nhiên xuất hiện vài dòng chữ: ông nên rời khỏi đây, mau. Đột nhiên phòng tắm xuất hiện một cánh cửa ngầm, bên trong có bức ảnh chụp theo và con gái Ella. Ella đã chết chìm trong bồn tắm. Theo vội vã bế con gái ra. Giây tiếp theo, ông ấy bừng tỉnh. Thì ra vừa rồi chỉ là mơ. Buổi sáng, vợ và con gái chơi ngoài sân. Theo thấy khung cảnh thật ấm áp. Thế là ông ấy nhắn tin cho vợ khen em xinh quá. Kết quả điện thoại trên bàn rung lên. Thì ra người vợ có hai chiếc điện thoại. Làm tốt lắm. Theo quay vào phòng, phát hiện trong cuốn sổ hiện lên dòng chữ trong mơ. Theo lật tiếp trang sau, mà là vì người vợ qua đời, bà ấy đã chết chìm trong bồn tắm. Tuy theo không dính líu gì đến việc này, nhưng hàng xóm đều cho rằng ông ấy giết vợ. Vậy nên theo bị mang tiếng đến chợ. Biết tin vợ kể chuyện này cho con gái, theo rất không hài lòng. Sao phải kể chuyện này cho trẻ con? Vậy là hai người chiến tranh lạnh. Buổi tối, người vợ cứ nhắn tin liên hồi. Vậy nên theo tranh thủ lúc vợ đi tắm để xem trộm điện thoại và laptop, phát hiện toàn là tin nhắn với bạn thân. Không có gì đáng ngờ. Đêm hôm đó, theo thấy trên quyển sổ mình đột nhiên xuất hiện vài dòng chữ: ông nên rời khỏi đây, mau. Đột nhiên phòng tắm xuất hiện một cánh cửa ngầm, bên trong có bức ảnh chụp theo và con gái Ella. Ella đã chết chìm trong bồn tắm. Theo vội vã bế con gái ra. Giây tiếp theo, ông ấy bừng tỉnh. Thì ra vừa rồi chỉ là mơ. Buổi sáng, vợ và con gái chơi ngoài sân. Theo thấy khung cảnh thật ấm áp. Thế là ông ấy nhắn tin cho vợ khen em xinh quá. Kết quả điện thoại trên bàn rung lên. Thì ra người vợ có hai chiếc điện thoại. Làm tốt lắm. Theo quay vào phòng, phát hiện trong cuốn sổ hiện lên dòng chữ trong mơ. Theo lật tiếp trang sau, mà là vì người vợ qua đời, bà ấy đã chết chìm trong bồn tắm. Tuy theo không dính líu gì đến việc này, nhưng hàng xóm đều cho rằng ông ấy giết vợ. Vậy nên theo bị mang tiếng đến chợ. Biết tin vợ kể chuyện này cho con gái, theo rất không hài lòng. Sao phải kể chuyện này cho trẻ con? Vậy là hai người chiến tranh lạnh. Buổi tối, người vợ cứ nhắn tin liên hồi. Vậy nên theo tranh thủ lúc vợ đi tắm để xem trộm điện thoại và laptop, phát hiện toàn là tin nhắn với bạn thân. Không có gì đáng ngờ. Đêm hôm đó, theo thấy trên quyển sổ mình đột nhiên xuất hiện vài dòng chữ: ông nên rời khỏi đây, mau. Đột nhiên phòng tắm xuất hiện một cánh cửa ngầm, bên trong có bức ảnh chụp theo và con gái Ella. Ella đã chết chìm trong bồn tắm. Theo vội vã bế con gái ra. Giây tiếp theo, ông ấy bừng tỉnh. Thì ra vừa rồi chỉ là mơ. Buổi sáng, vợ và con gái chơi ngoài sân. Theo thấy khung cảnh thật ấm áp. Thế là ông ấy nhắn tin cho vợ khen em xinh quá. Kết quả điện thoại trên bàn rung lên. Thì ra người vợ có hai chiếc điện thoại. Làm tốt lắm. Theo quay vào phòng, phát hiện trong cuốn sổ hiện lên dòng chữ trong mơ. Theo lật tiếp trang sau, mà là vì người vợ qua đời, bà ấy đã chết chìm trong bồn tắm. Tuy theo không dính líu gì đến việc này, nhưng hàng xóm đều cho rằng ông ấy giết vợ. Vậy nên theo bị mang tiếng đến chợ. Biết tin vợ kể chuyện này cho con gái, theo rất không hài lòng. Sao phải kể chuyện này cho trẻ con? Vậy là hai người chiến tranh lạnh. Buổi tối, người vợ cứ nhắn tin liên hồi. Vậy nên theo tranh thủ lúc vợ đi tắm để xem trộm điện thoại và laptop, phát hiện toàn là tin nhắn với bạn thân. Không có gì đáng ngờ. Đêm hôm đó, theo thấy trên quyển sổ mình đột nhiên xuất hiện vài dòng chữ: ông nên rời khỏi đây, mau. Đột nhiên phòng tắm xuất hiện một cánh cửa ngầm, bên trong có bức ảnh chụp theo và con gái Ella. Ella đã chết chìm trong bồn tắm. Theo vội vã bế con gái ra. Giây tiếp theo, ông ấy bừng tỉnh. Thì ra vừa rồi chỉ là mơ. Buổi sáng, vợ và con gái chơi ngoài sân. Theo thấy khung cảnh thật ấm áp. Thế là ông ấy nhắn tin cho vợ khen em xinh quá. Kết quả điện thoại trên bàn rung lên. Thì ra người vợ có hai chiếc điện thoại. Làm tốt lắm. Theo quay vào phòng, phát hiện trong cuốn sổ hiện lên dòng chữ trong mơ. Theo lật tiếp trang sau,